You're beautiful. You're beautiful. It's true. Trời, cái cô nó đẹp quá à ba ơi. Ba cưới cô đó đi. Đúng rồi đó ba. Trời ơi, sao gan quá vậy? Người ta đẹp rồi, người ta là hoa hậu đó. Bộ muốn kêu tôi cưới là cưới, biết người ta có chịu tôi không? Ba từng đừng có cưới cái cô đó. Ba từng cưới mẹ lên của con đi. Con ăn thanh long đi con. Con ăn thanh long đi. Ước đi. Gì mình có người chị làm hoa hậu chắc lúc đó thích lắm ha. Sao chị không ước cái người em là hoa hậu? Nhưng mà em của chị là con trai mà. Em nè. Trời ơi, trời ơi, lụng tẹp mà mày đặt làm hoa hậu. Bây giờ em lùn nhưng mai mốt em cao cho mấy anh chị lé mắt luôn. Thôi rồi rồi, ăn thanh long đi con ơi. Lo sao á cô ơi. Hay quá mà, trời ơi, lùn mốt cao cho lé mắt luôn. Tao ăn thanh long mà để cái hồn giống như mặt quá trời vậy. Ê, cậu ăn mà không có giỡn với em vậy. Nói chung á là nhà mình không ai đủ tiêu chuẩn để làm hoa hậu hết. Chính xác. Trời ơi, tại sao lại không có ai đủ tiêu chuẩn? Hoa hậu ngay trước mắt rồi. Chị cũng biết cưng chứ ai. Thôi, đừng như vậy. Đừng như vậy, để ba khuyên chị cũng tụi con nào. Đừng cố quá nha con. Chú này kỳ quá à. Đáng lẽ ra định không nói rồi, nhưng mà con nói luôn. Con đăng ký đi thi hoa hậu của nhà trường rồi đó. Quên. Chị đi thi chui hả chị? Chị, bạn bè thầy cô giáo không ai cản chị luôn hả? Hai cái đứa này. Chị ơi, chị đăng ký cho em đi với nha. Trời ơi, người ta đi thi mà cũng đi thi ké nữa. Có kìa. Ai đi thi hoa hậu mà hai cái mục giống như là hai cái mục rùi vậy? Họ không có giỡn với em vậy mà. Nè, suy nghĩ kỹ chưa mà đòi đi thi? Có biết là tiêu chuẩn của một hoa khôi thanh lịch nhà trường là như thế nào không? Dạ biết chứ. Nói nghe coi. Để con nhớ. Đầu tiên là người đó phải đẹp. Đúng. Phải cao. Đúng. Không những thế, còn phải dễ dàng. Ôi trời. Đúng là chị thuê giớt điếc không sợ súng. Cái con nhỏ này. Thôi mà, em mới giỡn mà. Mày không được giỡn với lại chị vậy nghe chưa? Dạ. Nè, thi thì ai cũng có quyền thi hết. Nhưng mà nếu mà rớt á, là không có buồn rồi nha. Con tự tin, con quyết định rồi, con không có buồn. Qua, được, làm gì làm cũng phải có lòng tự tin. Nếu mà con đã tự tin đi thi á, thì chú sẽ dẫn nguyên gia đình đi ủng hộ con. Đó, dầu gì thì rớt vòng sơ loại thì cũng cần người an ủi. Và rớt vòng sơ loại thì cũng không ai nhớ mặt. Đúng không tụi con? Dạ. Thì chú làm sao? Thì con... chú nghĩ là con sẽ vòng sơ loại. Con tự tin, con nghĩ là 90% con đạt giải nhất. Trời, 90% đạt giải nhất. 90% dữ vậy luôn á chị. Trời ơi trời, chị rất chắc kìa, nghe chưa? Chưa đi thi mà ai cũng trù con rớt hết vậy. Vậy bây giờ cá đi. Bây giờ nếu như mà chị lọt vô top 3 thì mấy đứa tính vậy? Nếu như mà con thắng thì con muốn gì cũng được. Nhưng lỡ con thua thì sao nè? Thì sao? Nếu như mà chị thua thì chị sẽ Sẽ gì? Không thi cũng thi nào nữa. Wow, quỳ vốn. Vậy chứ bây giờ cả nhà muốn gì? Em muốn chị mua đồ chơi cho em. Em muốn chị mua gói bông cho em. Em muốn chị mua kẹo cho em. Vậy chú muốn cái gì? Chú muốn con lau nhà rửa chén trong vòng một tháng. Được, con đồng ý. Vậy nếu như mà con đậu thì con sẽ không phải làm việc nhà. Oh yeah. 1, 2, 3, 4, 4 người, 8 con mắt. Hãy chống mắt lên xem chị sẽ nằm trong top 3 của hoa khôi nhà trường. Tại sao vậy? Tại sao lại có hai con dê vậy? Trời ơi, tại sao nó không bay đi mất đi? Thận mày. Bình tĩnh nào. Anh Hường quá. An ơi. Dạ, chị kêu em. Ra đây. Nhanh lên, ngồi xuống. Dạ. Ăn phụ chị đi, chị ăn không nổi nữa rồi. Nhưng mà em mới ăn cơm xong mà. Ăn đi, trời ơi. Thôi, sao chị không ăn? Anh Tùng ơi. Anh Tùng ơi. Ủa? Chào hai đứa. Dạ, anh chào cô. Có ba Tùng ở nhà không con? Dạ không, ba Tùng đi ra ngoài rồi.
đi ra ngoài rồi hả? Dạ. Ây cha. Ủa rồi hai đứa có biết ba Tùng đi đâu không? Mấy giờ về mà lúc ra đường là đi với ai? Rồi có nói là đi là đi tới nửa đâu không? Hay là có nhớ cái gì không? Con nói cô đi. Ý là cô biết cô đi tìm, cô đang có chuyện rất là gấp để gặp ba Tùng, hiểu không? Trời ơi, cô ơi, đã nói là đi ra ngoài gì đi ra ngoài rồi. Cô hỏi nhiều quá sao tụi con biết được. Nhỏ nè. Gì? Làm gì đầu quạo? Làm gì đầu quạo? Trời đất ơi, không có nói chuyện với người lớn kiểu đó nha. Đánh đòn à. Dạ, con xin lỗi cô. Tại con đang bực mà cô. Ai làm gì bà bực? Nói nghe coi. Ừ, cô Linh, cô Linh. À, sao con thấy dáng cô vừa đẹp nè, mà da cô cũng đẹp nữa. Cô chỉ bí quyết cho con. Bà cũng bà, mới khó chịu với tôi xong bây giờ qua hỏi bí kíp là bà để làm cái gì? À dạ, tại con chuẩn bị đi thi hoa khôi của nhà trường. Dạ đúng rồi đó cô. Cái gì? Con đi thi hoa khôi? Cô Linh, cô Linh xin lỗi. Cô Linh xin lỗi. Chứ cái này là cô Linh nói thật lòng nha, nha Thi nha. Con mà đi thi thì rớt chắc thiệt. Đúng luôn rồi đó cô, con không nghĩ chị Thi rớt á. Cô kỳ quá à. Hồi nãy định nói tốt với chú Tùng, giờ không thèm luôn. À, thôi thôi được rồi chị ơi, tôi hiểu rồi. Thôi được rồi. Như thế này, nếu mà con muốn cô Linh giúp đỡ cho con á thì cô Linh sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì cô? Con phải nói tốt cô Linh với chú Tùng. Ok ok. Yeah. Đã một khi vào lò rèn chân dài của cô Linh rồi thì giải tân hoa khôi của trường chắc chắn sẽ thuộc về mình. Chính xác. Yeah. Khi mà cô Linh đã ra tay thì chắc chắn con sẽ trở thành tân hoa khôi. Đúng vậy. Cái gì vậy bà, hoa khôi đứng kỳ vậy, phèn quá. Lại coi, hai ba. Hề. Quan trọng là thần thái. Đúng là bó tay mà. Năm 16. Hey. 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9, 8, 10, 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4. Mệt quá. 65. Hey. Thì nhiều cái cô mới được nghỉ hả con? Cô tổng cộng là phải được 500 cái. Mày có điên không con? Mày nghĩ sao nhảy dây mà mày nhảy bắt nhảy 500 cái? Nhảy 100 cái ngưng. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Thi ơi, cô đói quá Thi ơi. Mệt quá con ơi, cô không còn sức lực nữa. Cô mệt quá. Cô mệt quá con ơi. Chịu hết nổi rồi. Mệt quá. Cô ăn đi, cô uống đi, tất cả có độc đó. Xong rồi Candy với Winner như thế nào thì con không biết đâu ạ nha. Lười. Thi, con cùng hả? Nghĩ sao đồ ăn thức uống mà con bỏ độc vô Thi? Làm vậy mình mới có động lực để mình không có ăn, mình không có uống, mình không có tăng calo cô. Con này nó điên rồi. Trời ơi. Trời ơi, tại sao tôi lại lâm vào hoàn cảnh như thế này? Bây giờ mày muốn cái gì mày nói để mình tập nhẹ xong rồi cô ha. Hay là bây giờ để con chạy lên lầu, con kiếm cục hai cục tạ 10 kg, xong con xuống đây hai cô cháu mình cầm nhảy 100 cái rồi con cháu cô về. Mày điên rồi, mày làm tao phát điên, phát điên. Trời ơi là trời, mày nghĩ sao vậy nè? Thiệt luôn á, thiệt luôn á, tao hết sức chịu đựng đến mày rồi Thi ơi. Hai đứa kia là trên trời nó xuống, bây giờ mày cũng y chang. Mày nghĩ làm sao? Mày nghĩ mày tập cho chết hả? Không, 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 không. Cô không thể nào chết được. Cô không thể nào chết được. Cô không thể nào chết được. Cô phải ăn, cô phải uống, cô phải sống. Có trời đồng, ơi, có đâu? Cô đồng. Không phải là hoa khôi. Cô không thi hoa khôi. Mày thi gì kể mày đi. Tao đi về. Mệt quá rồi. Có đọc. Có đọc. Cô không tập thì con tập. Cái dây quỷ này. Chẳng mệt quá à trời.
Hả? Con sắp tới ngày chị thi hoa khôi rồi đó. Thì sao nè? Con nôn quá. Tự nhiên ta đi thi mình nôn? Dạ, tại con muốn ngắm người đẹp. Wow, đàn ông phải thế. Dạ. Ba ơi ba, con thấy dạo này chị thi cố gắng nhiều lắm á. Có khi nào mình thua không ba? Thua mình phải vui. Tại vì trong gia đình của mình ít ra cũng có một hoa khôi thanh lịch. Đó, đúng rồi á. Ủa, Thi đâu rồi ta? Thi ơi, hoa khôi thanh lịch ơi. Lên lầu nào. Dạ. Ủa, ơi chị Thi. Thi. Chị Thi. Chị Thi. Chị Thi. Chị Thi. Thi. Chị Thi. Chị Thi. Ba ơi, có khi nào chị chết đâu? Có chứ, con nói gì vậy? Người ta xỉu thôi mà, nói tầm bậy tầm bạ không. Nè, tỉnh rồi kìa. Ôi, chị thấy tỉnh rồi kìa. Thấy trong người mình sao con? Thầy ơi, dạ nhức rồi đúng không thầy? Ủa thầy nào vậy? Chú Tùng nè con, chú Tùng nè. Bác sĩ nói con do nhịn ăn nhiều quá, con bị hạ đường huyết, con mới xỉu đó. Tại sao vậy? Hả? Ngày mai thi hoa khôi, anh giảm cân. Trời ơi, tại sao lại lén chú nhịn ăn con giảm cân như vậy, ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Con giảm cân, con phải giảm cân khoa học. Con lén chú, con nhịn ăn như vậy. Rồi lỡ con có chuyện gì, làm sao chú nói chuyện với ba má con đây? Cái gì vậy? Thầy ơi. Đây là chú Tùng nè, chứ thầy đâu mà thầy. Chú Ủa? Tùng nè. Ba ơi, chị Thi cứ gọi ai là thầy vậy ba? Đúng rồi đó ba. Thầy chị Thi nhìn lộn, ba là thầy hiệu trưởng. Chắc tại nhìn ba có cái mái tóc giống thầy hiệu trưởng quá. Chắc bây giờ chị Thi bị bệnh nặng lắm rồi đó ba. Không có phải bệnh nặng mà tại vì chị Thi nhịn ăn nhiều quá cho nên chị Thi bị suy nhược cơ thể. Chị Thi muốn khỏe đó nha, là phải tập thể dục đàng hoàng, phải có chế độ dinh dưỡng đàng hoàng thì mới giảm cân hợp lý. Chứ còn mà nhịn ăn chỗ này là nguy hiểm tới sức khỏe của con. Nhưng mà thầy ơi, ngày mai thi qua khôi rồi mà không giảm cân. Không phải là thầy, đây là chú Tùng nè, nhìn kỹ đi chú Tùng nè. Chú Tùng. Ừ, ngày mai đi thi, thí dụ bây giờ ngày mai thi không được thì khi nào mình khỏe mình thi. Đợt này không được, đợt sau thi. Mình cứ kiên trì thì chắc chắn mình sẽ đoạt giải. Không được, ngay không được. Không được là sao, phải cố gắng chứ con. Nè bây giờ vậy nè, chú sẽ đăng ký cho con một cái lớp tập gym nha. Cộng với một cái lớp dinh dưỡng nữa, chắc chắn con sẽ thành công. Vậy là thua hả? Vậy là phải lau nhà rồi rửa chén hả? Không, chị Thi, chị không cần phải rửa chén đâu, để em làm cho. Em cũng vậy nữa. Nhiệm vụ của con bây giờ phải bồi bổ cơ thể của mình. Hai con, hãy vào trong bếp sửa soạn một bữa ăn thật là nhiều chất dinh dưỡng để bồi bổ cho chị Thi nào. Dạ. Con cảm ơn thầy. Trời, thầy đâu nữa mà thầy. Thôi nằm nghỉ đi. Ây chà. Có tình yêu thương viết ta và cha sẽ mãi mãi trêu trẻ. May mắn sẽ đến bên con, dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng. Na 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 na. May mắn sẽ đến bên con, dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng. Thank you.